chân tay là riêng niệm, cứ ném cái gì có bộ cánh tay ra là mình có đăm đăm cái gì hết. Thì anh thấy đăm đăm cũng đều ổn, không khỏe khỏe nói chung khỏe, mà cái con ao e nhỏ lắm, tại đâu có keo ao e đâu. Xong lâu lâu nó động tác giả hơn nữa khác, đứng yên chỗ đâm liên tục, không có còn hạt nữa đâu, không biết tại sao. Quá nào phải có quái cho mình, nếu nào phải có quái thì có ren, mà mặc dù đéo có quái, thằng phải do mung đi chai. Không gắn cái brand có cool được hả? Khó quá. Bây giờ nghèo quá, mấy hàng có gắn Enlighten á, nó lấy mắc kẹt enemy cooling mà. À lốp à, à, có cool mà xong hả? Giá cho mình chủ quan nó đứng tăng cái đứng tăng cái mẹ nó hồi máu. Xong rồi. Hả? À?